được mấy tháng rồi. Em xin giới thiệu, đây là Thất Tuner, đến từ thương hiệu Ongo, hàng nội địa Nhật made in Japan. Model là Ongo T-405W. Thất Tuner tức là thất này mình dùng để dò sóng radio AM FM. FM tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Kích thước của thất này như sau: chiều ngang là 20.5cm, chiều cao là 7cm, hậu sâu 28cm. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin. FM là 108, nhưng hiện tại em đang dò ở tần số 90 nè, hình như đây là Đài An Giang thì phải. Lưu ý giúp em, nếu mình muốn nghe được radio AM hoặc FM thì phải có anten của Nhật thì mình mới dò sóng được tốt và nghe được trong. Thì sau khi các bác mua hàng xong, em sẽ tặng cho mình kèm cái anten để mình về mình bắt radio cho trong hơn, chuẩn hơn nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Giá bán của thất này chỉ 700 ngàn thôi và tặng được cái anten nữa. Vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ để em xứng hàng tặng nơi. Khi các bác nhận hàng, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Phí ship của cái thất này có 3-4 chục gì hả nha. Em đang test FM, chút xíu em sẽ test AM luôn. Anh và em có nhau yêu nhau, sao em không ngất đây bên nơi lúc này. Đây Sài Gòn nhớ em, đây mình anh lái xe vòng vòng. Mình muốn qua AM thì đây có chữ băng nè, mình nhắn vào. Còn đây là giờ đài, tôi nên là giờ đài. Mình có thể thay đổi tần số và nhiều tùy chỉnh khác, rất đơn giản, dễ sử dụng. Cơ quan bầu cử độc lập. Vậy là AM FM hoạt động ok nha. Bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác cần tư vấn, cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần mua hàng thì cứ liên hệ 0931 008 099 giúp em. Đây, Ongo T-405W, made in Japan. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Em đã cắm sẵn anten nè. Đó, mình có anten của Nhật thì mình mới dò đài được nha. Rồi bây giờ em xin kết thúc clip. Cái này thì sử dụng nguồn độc lập và kết nối với nhau bằng dây AV. Chỉ cần nhà mình có cái amply thì mình lấy dây AV á, mình cắm vào ngõ out ở trên cái thất này và ngõ in trên cái amply, mình cắm anten là mình dò đài, rất là dễ sử dụng, đơn giản. Và trước khi xếp hàng đi, nhân viên bên em á sẽ làm clip chi tiết hướng dẫn các bác cách sử dụng, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mua hàng bên em nha.